Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Ân Lời TK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình lên clip đủ loại cây ha. Nu mặt khỉ, xăm trái, cây ngọc mai, khế, rồi chanh vàng, chanh đỏ đủ loại để giao lưu anh chị em trên toàn quốc ạ. Số điện thoại của vườn mình là 0939906192, cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Trong thời gian qua mình cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ nhiệt tình ha. Rồi bây giờ mình lên mã số 1. Mã số 1 cho anh chị em tham khảo. Mã số 1 là nu mặt khỉ nha anh chị em, mã chiến thủy nu mặt khỉ. Đế đều bốn mặt luôn. Rồi để mình đo. Chiều cao là 33. Hoành eo là 28 ha. Củ đặt hết mặt bầu này luôn nè anh em ơi. Hoành củ này là 64. Dạ, mã số 1 giao lưu với anh em là 900 ngàn cũng bao xếp toàn quốc. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 2. Dạ, mã số 2 cũng là mai chiếu thủy nu mặt khỉ luôn. Chiều cao là 30. Hoành eo là 28. Rễ ăn hết mặt bầu rồi. Và bình cũ này là 67. Và mã số 2 giao lưu với anh em là 700 ngàn cũng bao xếp toàn quốc ha. Nu dạng mà nu mặt khỉ cái này hả, cây cũng dễ trồng dễ sống lắm anh em ơi. Này số 3 có rồi. Tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 cũng là nu mặt khỉ luôn. Chiều cao là 37. Cái lô này về thân cây lớn không ha? Đế đặt. Dạ, hoành thân là 32. Hoành eo nha. Dạ, hoành củ là 61. Dạ, mã số 3 giao lưu với anh em là 700 ngàn. Cũng bao xếp cốt toàn quốc ha. Và mã số 4 cũng là nu mặt khỉ luôn. Cái lô này về là củ đặc không anh em. Chiều cao là 38. Vành eo là 28. Vành củ là 60. Và mã số 4 giao lưu với anh em là 700 ngàn cũng bao xếp toàn quốc. Những cái phôi này thì mình cắt trừ hao dài cho anh em về, mình về theo ý của anh em mình cắt lại ha. Và mã số 5 cũng là nu mặt khỉ luôn. Chiều cao là 36. Hoành eo là 26. Hoành củ là 57. Và mã số 5 giao lưu với anh em là 500 ngàn cũng bao xếp toàn quốc ha. Tiếp tục là mã số 6. Cũng là nu mặt khỉ luôn. Cái này toàn bộ cái lô này đế đặt nha anh em. Nè, nu nó lên tới đọt luôn đó anh em ơi. Dạ, chiều cao là 32. Dạ, hoành eo nó là 33. Dạ, hoành củ nó là 62. Dạ, mã số 6 giao lưu với anh em là 900 ngàn cũng bao xếp cốt toàn quốc luôn. Tiếp tục là mã số 7. Cũng là nu mặt khỉ luôn.
Đó, cây càng già càng nâu nhiều nha anh em. Giá chiều cao là 38. Vành eo là 31. Vành cũ là 60. Đó, cái cây nó ăn gần hết mặt bầu luôn. Và mã số 7 giao lưu với anh em là 900. Tiếp tục là mã số 8. Mã số 8 là cũng nâu mặt khỉ luôn. Chiều cao là 30. Dạ, quanh eo là 27. Đó, cái thân nó ăn hết mặt bầu này luôn nè. Dạ, bình cũ là 52. Cái này mã số 8 này, cái này giao lưu với anh chị em là 700 ngàn ha. Mình ghi lộn rồi. Cũng bao xếp code toàn quốc ha. Rồi mình về được mấy phôi đó. Rồi bắt đầu tiếp tục mình lên là tiếp tục là mình lên là sam trái nha anh chị em. Và mã số 9 là phôi sam trái. Vừa qua mình cũng ủng hộ, cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ nhiệt tình về lô sam trái ha. Chiều cao là 32. Cái củ này ăn hết mặt bầu anh em ơi, đo không được. Nhà bình cũ này là 21. Và mã số 9 giao lưu với anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 10. Cũng là phôi sam trái dáng đổ luôn. Vừa đổ vừa lắc. Chiều đổ là 25. Cũ là 12. Và mã số 10 giao lưu với anh em là 300. Tiếp tục là 11. Tiếp tục là số 11 là phôi sam trái. Chị ba bà đừng ra ngoài. Chiều đổ là 22. Đâu cũng ra ngoài ba. Hình cũ là 12. Mã số 11 giao lưu với anh em là 300. Tiếp tục là mã số 12. Cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều đổ là 28. Dạ, hoành thân này, hoành cũ này là 11. Và mã số 12 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 13. Cũng là phôi xanh trái luôn. Cái lô xanh trái này clip trước nè, khách chốt rồi mà khách đi làm xa rồi không được, hôm nay mình quay lại nha anh em. Chiều cao nó là 22. Hoành thân là này là mính cho 11. Và mã số 13 giao lưu là cũng 300. Tiếp tục là mã số 14 cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều đổ là 28. Cái cây này nó ăn hết mặt bầu anh em ơi. Và hoành ống là 19. Mã số 14 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 15 cũng là phôi xanh trái luôn. Xanh trái này về anh em để trong mát là nó mau đâm chồi lắm. Dạ, chiều đổ là 22. Vành cũ là 12. Và mã số 15 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 16. Cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều cao là 24. Vành thân là 10. Mã số 16 giao lưu anh em cũng 300. Mã số 17 cũng là phôi xăm trái dáng đổ.
Diều đổ là 20. Cái củ này thì 11. Và mã số 17 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 18. Cũng là phôi xanh trái luôn. Cây sống khỏe đâm chồi. Chiều đổ là 27. Cái thân này là 10 phân. Và mã số 18 giao lưu với anh em là 250 ngàn. Cũng bao xếp có toàn quốc ha. Tiếp tục là mã số 19. Cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều đổ là 25. Hoành thân là 10 phân. Và mã số 19 giao lưu với anh em là 300. Tiếp tục là mã số 20. Cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều đổ là 21. Dạ, hoành thân là 10. Mã số 20 giao lưu với anh em 250 ngàn. Tiếp tục là mã số 21. Cũng là phôi xanh trái. Chiều đổ là 22. Hoành thân là 11. Cũng giao lưu anh em là 300. Nếu mình quay gì có cái gì anh em không gõ thì kết bạn Zalo gửi hình mình sẽ chụp gửi lại cho anh em xem ha. Tiếp tục là mã số 22. Chiều đổ là 21. Cái thân này chắc 11 anh em ơi, đo không được rồi. Mã số 22 giao lưu là 250 ngàn. Tiếp tục là mã số 23 cũng là phôi xăm trái. Dán lắc đổ luôn. Chiều đổ là 22. Dạ, hoành thân là 11, củ nở nè. Và mã số 23 giao lưu anh em cũng 300. Dạ, mã số 24 cũng là phôi xanh trái dán đổ luôn. Chiều đổ là 22. Cái củ này lớn lắm nè. Cái củ này là 14. Năng hết mặt bầu nè, hết cái ống rồi. Dạ, mã số 24 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 25 cũng là phôi xăm trái. Chiều đổ là 22. Cành cũ là 12 là cũng giá 300. Tiếp tục là mã số 26 cũng là phôi xăm trái, dán đổ luôn. Chiều đổ là 20. Hoành thân là 10. Mã số 26 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 27 cũng là phôi xăm trái luôn. Chiều đổ là 16. Hoành thân là 10 phân. Mã số 27 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 28 cũng là phôi xăm trái dán đổ luôn. Chiều đổ là 21. Cái này cũ nở anh em ơi. Dạ, cũ là 11. Mã số 28 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 29. Cũng là phôi xăm trái luôn. Chiều ca đổ nó 20. Hoành thân là 9 phân. Hai, mã số 29 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 30 cũng là phôi xăm trái luôn. Chiều đổ là 18. Cái phôi này mình đo không được ha, phải đổ 89 thôi. Và mã số 30 giao lưu với anh em là 250 ngàn. Rồi giờ hết xăm trái rồi, bây giờ mình lên ngọc mai. 31. Tiếp tục là mã số 31 là cặp cặp hồng ngọc mai ha. Chiều cao là 25 lên cặp. Cũ là 17.
Bên đây là 16. Và máy số 31 Zalo anh em là 500. Bây giờ mình tiếp tục là mã số 32. 32 là cặp hồng ngọc mai. Cái này mình đã cũng đã định hình một nước dây nha anh em. Nó ra bông đó. Bông thơm nhẹ. Và chiều cao là 40. Cây bên đây cũng 40. Cái thân thì bằng ngón tay giữa mình ha. Đó, mã số 32 này giao lưu với anh em cũng 500. Giờ mình đổi cây. Tiếp tục là mã số 33 là phôi. Phôi trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 15. Hoành thân là 14. Nè, đế cũng có đế ha. Và mã số 33 giao lưu anh em cũng 300. Mình đổi cây. Cái đó cặp đi bây. Cây nhỏ cặp. Cây nhỏ cặp đi. Tiếp tục là mã số 34. Cái này 34 hả? 34 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Cái này anh chị em có chốt khoảng tháng sau là ra bông à. Chiều cao là 22. Cái hoành thân là 12. Và mã số 34 giao lưu với anh em là 300. Mình đổi cây. Cái này mình lên cặp nha. Và mã số 35. Cái này mình lên cặp chăn đỏ lá nhỏ. Cây nhỏ mà nó già cây dữ lắm nha anh em. Chiều cao cây bên đây 21. Cây bên đây 32. Cái thân thì 12 đó. Bên đây thì 14. Và mã số 35 giao lưu với anh em là 400 ngàn. Cũng bao xếp toàn quốc. Và mình đổi cây. Không lẽ. Tiếp tục là mã số 36. 36 là cây trang hồng, cây trang tím sen nha anh em. Đó, nó có cái củ, nó có cái củ nè. Và chiều cao là 18. Cái bình củ này là 22. Và mã số 36 giao lưu với anh em là 400. Tiếp tục là mã số 37 là chăn đỏ lá nhỏ. Cây này mình vô sọt sống khỏe rồi. Và chiều cao là 15. Và bành thân là 13. Và mã số 37 giao lưu với anh em là 300. Mình đổi cây. Tiếp tục là mã số 38 là chăn đỏ lá nhỏ. Cây thuần chậu rồi. Chiều cao là 28 ạ. Bành thân là 17. Và mã số 38 giao lưu với anh em là 400. Tiếp tục là mã số 39 là chăn vàng lá nhỏ. Chăn vàng lá nhỏ mình còn có 2 cây. Chiều cao là 14. Hoành thân là 19. Và mã số 39 giao lưu là 450 ngàn. Tiếp tục là mã số 40 là chăn vàng lá nhỏ. Đó, cái thân cây này, cái phôi này nó dài dữ lắm anh em ơi nè. Đế đều bốn mặt luôn. Chiều cao là 16. Hoành thân là 25. Đó, rễ nặng đều bốn mặt luôn. Và mã số 40 giao lưu với anh em là 1.300.000. Cũng bao xếp code toàn quốc ha. Mình đổi cây. Thôi lên cặp đi. Cảm ơn. Và mã số 41. Cái này mình lên là cặp mai chiếu thủy đặng keo ha. Chiều cao là 30. Cây bên đây cũng 30. Nè, nu nó nổi cục cục nha anh em. Và bành thân là 14.
Bên đây là 12. Và mã số 41 giao lưu với anh em là cũng là 600 ngàn. Cũng bao xếp code toàn quốc ha. Mình đổi cây. Tiếp tục là mã số 42. Cũng là mai. Mai chiếu thủy đặng keo luôn. Cây này mình đã định hình được nước dây rồi ha. Chiều cao là 29. Cái tán ngang là 31. Cái vành thân là 22. Và mã số 42 giao lưu với anh em là 450 ngàn. Cũng bao xếp có toàn quốc. Dạ mình nói cây. Tiếp tục là mã số 43. Cũng là mai chiếu thủy. Cây thuần chậu rồi. Cây này đã định hình được hai nước dây nha anh em. Chiều cao là 24. Cái tán ngang là 38. Vành thân là 17. Mã số 43 giao lưu với anh em là 400 ngàn. Cũng bao xếp toàn bức. Mã số 44 là cũng là phôi khế gân nha. Mình còn một cây. Mình đã cái này cũng đã định hình được hai nước dây nha anh em. Và chiều cao là 47. Cái tán ngang là 57. Cái vành eo là 21. Cái phôi này nó ăn hết mặt bầu rồi anh em ơi. Cái vành cũ là 85. Và mã số 44 giao lưu với anh em là 650 ngàn. Mình cũng bao xếp toàn quốc là cũng là mã số cuối cùng. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em một ngày mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Số điện thoại của dừng mình là 0939 906 192. Cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Hẹn anh em clip sau sẽ gặp lại. Dạ chào anh em.